À, quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng nay là một cái buổi sáng thời tiết rất mát mẻ tại Sài Gòn, thật là hiếm thấy. Và tôi xin đưa quý vị và các bạn đến với một cái địa chỉ rất là vô cùng thú vị tại con hẻm 330 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Nó là gì? Đó là quán cà phê Vợt. Đây, mọi người có thể nhìn thấy quang cảnh trên đường tôi vào. Đây là các khách hàng của quán cà phê Vợt này đó. Còn bên kia là các bậc bô lão đang ngồi. Và rất nhiều người đậu xe để chờ. Gọi chưa? Chưa gọi. Anh uống gì? Đây, địa chỉ của quán là số 330 trên 2 đường Phan Đình Phùng. Anh uống cà phê sữa đá. Hai ly cà phê đem về. Cà phê đá, một ly cà phê pha đắng luôn. Rồi, bình thường. Xỉu là đi. Quán này đắt chưa từng thấy luôn, thấy rất là nhiều người đến mua mang về. Tôi nghĩ rằng chắc không có cái quán cà phê take away nào mà đắt hơn cái quán này. Và đặc biệt là điều làm tôi thích thú nhất đó là họ pha cà phê bằng cái vợt. Nó làm cho tôi nhớ đến ông nội của tôi. Ngày xưa tôi cũng đã có, gia đình tôi cũng có một cái quán cà phê ở đường Vạn Kiếp và cũng pha cà phê bằng vợt. Tôi nghĩ rằng là Sài Gòn này bây giờ làm gì còn cái quán nào mà... Làm gì còn cái quán nào mà bán cà phê Vợt bao giờ đâu. Ấy thế mà vẫn còn. À, cái quán nhỏ xíu à. Khuôn viên chắc tôi nghĩ chừng 2 x 4 là 8 mét vuông, 10 mét vuông hết. Đây, 2 ly này bao nhiêu tiền? Đó, mọi người thấy không? Một ly cà phê đá, một ly cà phê sữa đá chỉ có 16 ngàn, không thể rẻ hơn được nữa. Thấy thế mà cả một cái quy trình người ta làm rất là công phu. Chắc em đang lấy cái ghế ngoài rồi. Cái nào đắng đâu, đắng nó cộng với hung quá. Và đây các cái hành, các cái vị khách của quán này họ ngồi rải rác đó, có người thì ngồi trên cái lầu kia.
những cái này thì đang chờ để nhận cà phê mang về. Một số bạn ngồi trong cái một cái cửa cái nhà đối diện, và các chú các bác này thì ngồi ở ngay bên cái lề cái tòa nhà kế bên. Rồi còn anh bạn của tôi đã tìm được cho tôi một cái chỗ ngồi rất là lý tưởng, ngồi ngay bên lề con hẻm. Rồi thử nào. Rồi bây giờ quay dành chút xíu nào. Ok. Giới thiệu xong rồi thì giờ phải uống thử. Chúng ta cũng thấy là cái quy trình mà họ làm cái này là rất là đơn giản ha. Tất cả cà phê bỏ vào trong một cái vợt rồi chế nước sôi vào thế thôi. Còn thông thường thì mình vẫn thường thấy là cà phê phin thì bỏ cà phê vào rồi chế nước sôi vào một cái phin nhỏ giọt. Nhưng cà phê vợt này thì ngày xưa tôi còn nhớ là ở nhà tôi, ông nội tôi làm có cái quán cà phê ở đường Bản Kiếp ngày xưa. Tôi ngày tôi thấy ông nội tôi lại bỏ tất cả vào trong cái vợt. Bởi vì sao? Tại vì nếu mình pha vợt thì nó mới được nhiều, mới làm nhanh được. Chứ còn nếu mà cà phê phin thì làm sao mà bán một lúc mà nhiều ly được. Đó, nhưng mà hầu như bây giờ ta rất là khó, nó giữa Sài Gòn hiện đại này ta không còn thấy chỗ nào mà họ làm cà phê, pha cà phê bằng vợt như là cái quán cà phê vợt ở hẻm 330 này. Và nó ngon đến mức nào mà khách họ đến đông như vậy. Đó, mọi người có thể thấy họ đứng một xếp hàng dài chật kín luôn. Cà phê nó thơm lắm. Tôi không hiểu là cà phê là do nó thơm là do cà phê là đương nhiên, nhưng mà hay là do cả cái cách pha bằng vợt. Thật ra thì cái này không phải là lĩnh vực tôi hiểu rõ, nhưng mà tôi phải xác định rằng là cà phê đây rất ngon, ngon là thơm lắm luôn. Thấy là tôi đã uống với sữa rồi đó, pha sữa vào thì nó còn giảm bớt cái vị cà phê rồi. Chứ còn nếu mà uống cà phê đá hoặc cà phê đen nữa thì chắc là cái vị nó còn khác nữa. Thôi, chấm thử miếng nha. Đấy, tôi phải xin luôn á, xin thằng em tôi cho luôn thử để review cho mọi người. Thôi mà có 8.000 ly thôi mà, chẳng lẽ giờ nó đòi tiền mình, đúng không? Thơm quá. Ở đây thì họ mở quán này, họ mở 24/24, tức là họ mở qua đêm luôn đó. Và cái thú vị nhất là đó, mọi người có thể ngồi bất cứ ở đâu, ngồi trong cái nhà kế đô bên hay là cái trong cái nhà đối diện, hoặc là trên cái cầu thang mà nãy tôi có quay cho mọi người đó. Và buổi tối thì ở đây còn vui nữa, tức là người ta ngồi tràn ra hết cái con hẻm này, ngồi hai bên lề ngồi đông vui lắm. Nhưng mà buổi tối thì tôi nghe nói như vậy, nhưng mà buổi tối thì rất là khó để tôi quay và review cho mọi người xem. Bởi vì buổi tối thì ánh sáng không đủ, mình chỉ có một cái điện thoại với một cái micro bé bé như này thì không đủ. Nhưng mà tôi tin rằng là đây tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn một cái địa chỉ rất thú vị giữa lòng Sài Gòn, và đây mới là đậm chất cà phê Sài Gòn. Tức là văn hóa người Sài Gòn là thích ngồi lề đường buổi sáng đọc báo, nói chuyện và uống cà phê. Và đây là một cái nét văn hóa mà tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mà không còn một cái quán cà phê như cà phê vợt này thì rất là buồn. Văn hóa, những cái nét văn hóa xưa và những cái nét mà đáng yêu nhất Sài Gòn là đây, cà phê vợt. Mọi người nhớ đến nha, số 330/2 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Đến một thử một lần rồi các bạn sẽ hiền đấy, giống như tôi vậy. Như vậy thì có lẽ là mỗi ngày tôi sẽ phải sang đây, có thể không ngồi ở đây nhưng mà mua cà phê về uống, bởi vì nó quá rẻ, quá ngon trong một ly cà phê như thế này. Và cái giá là chưa từng có trong lịch sử, chỉ có 8.000 đồng một ly. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật giàu năng lượng và hiệu quả cùng với ly cà phê vợt nhé.